Chào tất cả mọi người, tối hôm nay thì mình cùng với lại anh Hiệp, anh Hùng và anh Chính có mang một ít đồ để mang lên trên này tổ chức một cái tiệc nhỏ nhỏ để gọi là giao lưu cũng giống như là mang đến một cái niềm vui cho các cô giáo ở trên đây. Thấy mọi người nhìn xa xa phía dưới kia có một cái con đường kìa, chỗ mà người ta mới múc đất ra. Thì hôm qua mình cùng với lại mấy anh em đi từ dưới đó đi lên trung tâm huyện lên như này khoảng chừng 7 km. Lên đến chỗ kia thì mọi người có thể là để xe đó và đi bộ lên nha. Đường thì đường đất thôi, nhưng mà do là múc ra, nếu như mà thời tiết thuận lợi thì mọi người có thể chạy xe máy lên trên đến chỗ kia được. Còn nếu như mà trời nó mưa thì nó hơi khó đi một tí. Mình với lại anh Hiệp thì quen biết từ trước rồi, nhưng mà những anh em khác thì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Mấy em nhỏ đang ngồi phía sau. Con lại đây với chú. Con học lớp mấy rồi con? Lớp 2. Lớp 2 hả? Lớp 2. Lớp 2 là con học cô gì? Cô Thảo. Cô Thảo. À. Sao nữ không vậy? Mấy bạn nam đâu? Nam ở trường. Ở trường hả? À, tối hôm nay thì cô Huệ có công việc ở nhà, cho nên là cô Huệ sẽ không có ở lại được. Chỉ còn có mình cô Thảo ở lại trường thôi. Đây, bây giờ thì anh em đã tới trường rồi, trời tối thui luôn mọi người. Ở trên đây thì mọi người thấy cũng có điện nha, nhưng mà cái này là dùng năng lượng mặt trời. Điện thì có đây, mấy anh em có này. Đi dùng. Mùa xuân đông thì có... Giới thiệu mọi người, đây là cô giáo Thảo. Thảo phải không? Sao anh cười? Em năm nay bao nhiêu? 27 tuổi đúng không em? Dạ. À. Hả? Em 31 rồi mà. Đức à? Dạ. 27 là sinh năm mấy? 4 à? 94 đúng không? Lâu lắm rồi được nhân lực như thế này. Tối nay thì sẽ làm món gà luộc nấu cháo chứ. Với lại tí nữa sẽ nướng cá với lại nướng thịt. Ở đây thì củi này là em tự đem hay là dân người ta cho em? À, người ta cho. Tôi chẳng thấy là nói họ là họ đem tới. Đây là cái gian bếp của cô giáo này. Mọi sinh hoạt thì cô giáo sẽ ở đây. Bây giờ thì mình thấy sương mù nó xuống rồi. Dự định là đi ra ngoài kia mọi người, nhưng mà ra ngoài đó thì mình sợ là khuya sương nó xuống rất là lạnh luôn. Lỡ đến mai mà đau ốm tụi mình thì không sao, mình với anh Hiệp rồi thì không sao, trai tráng thì không sao, nhưng mà sợ cô giáo này lỡ mà có đau ốm cảm cúm là gì thì vô đây ngày mai đâu có làm việc được đâu. Đâu được rồi Hiệp ơi. Chỗ này thì mình thấy đây là cái thư viện, cũng là cái phòng để cho khách khứa là tới là vô thư viện này luôn đúng không anh? Dạ. Đây, dưới này là cái gian bếp này, còn bên này á là phòng của cô giáo, rồi bên kia là lớp học. Ở đây thì sẽ là có lớp mẫu giáo với lại lớp 1 đúng không? Lớp 1, lớp 2 luôn. Đây là cá niên, bây giờ anh Hiệp sẽ xếp lên cái vỉ này nướng. Cá niên này ăn thì nó sẽ hơi có vị nhẵn nhẵn, đắng đắng, nhưng mà rất là ngon luôn mọi người. Đây là đặc sản. Cá niên này anh Hiệp mua hả? Hay mua. Một cái này người ta bán 1 kg bao nhiêu ta? 400 ngàn. À, mấy cái được mẻ rồi chứ mấy. Dạ. Wow.
đây gần đây 200 ngàn đây. À, vậy là chừng đây là nửa ký 200 nghìn. Mùa Tết hàng Tết. Dạ. À, cái anh gì thật thông mua đây hả? Chặt đi, chặt cho nó mệt. Thấy một chỉ đủ không? Một chỉ gì anh? Một chỉ. Lúc trước là ở đây là một cô dạy hả? Ha, cũng ha. Mẫu điển trường ha cô ấy. Mẫu điển trường là ha cô. Một cô là dạy tiểu học là lớp từ lớp 1 có the dạy ghép. À. Lớp bo xuống dưới kia. Nhiều nhất là ha hai người. Lúc trước là cô Thu hả? Thu rồi cô Úi. Thu với cô Úi đến tháng 11 là cô Hạng. Cô Hạng cô Hà chứ đó. À. Hẹn hò chứ. Em là ra là trước rồi. Ở cửa khớp. Dạ là tụi em là cứ mẫu năm là đi một điểm. Nó lần phiên chỉ nghệ. Ủa vậy là sang năm là em có đi chỗ khác không? Dạ có, sang năm là em đi điểm khớp. À. Mà ý là ví dụ như ưu tiên cho những người mà có gia đình ở gần hơn xí. Dạ. Như là sắp xếp với nhau rồi cũng trên cơ sở được hợp. Con nhỏ thì mình cho họ. Nè, đi xuống mè ăn cơm, nuốt lên chân nhỏ người toàn mát mùa dân. Bữa nay để sơ cơ mà. Dạ không, bữa trước nó ăn học sinh nha. Đấy, anh Chính đang massage con gà. Còn nắng quá. Nắng quá hả anh? Chờ một xíu. Gà trống hay gà mái? Gà mái nè. Anh nhìn là anh biết liền. Không có mồ. Con này cũng mới tuổi dậy thì thôi. Đây, anh Hiệp mới bắt được một con ve ve. Ở đây gọi ve ve nhưng mà nhiều nơi gọi là ve sào đúng không? Ở mình ve sào là khác. Thử. Cầm. Đấy, đúng. Không, ý là cầm. Đâu, đưa em cầm cho. Ủa con này con nữ mà. Không, con đực. Rõ ra em vậy. Mọi người nghe không phát ra âm thanh không? À, mùa này là mùa ve nữa. Con này nướng ăn cực kỳ ngon luôn nha. Dạ, lúc nhỏ thì nó là con sùng. À, mọi người sẽ đi đào con sùng đó về ta ăn cũng ngon. Đến lúc mà nó lớn lên thì có thể là rang. Nhưng mà ăn ve ve non thì nó sẽ ngon hơn ve ve này. Con này nó già rồi, ăn nó sát phát á, ăn nó không có ngon. À, mình có làm một cái video là đi bắt ve ve này rồi nè. Anh Hiệp đang tính là dùng cái chiêu là gõ hai cái thanh tre như vậy. Nghe nói là gõ như vậy thì tay tay nó sẽ vô nhưng mà không biết có vô không. Nhưng mà em nghĩ mùa này chưa có nhiều đâu anh. Mùa là thì sắp đèn không có vô rồi. Lúc tối ở trên kia em cũng bắt được một con. Con ve ve này thì con đực nó mới phát ra âm thanh, còn con cái là nó không có. Dạ, con này con đực nó có hai cái hạt gạo hai bên này. Dạ. Hạt gạo là trên cái cánh nè. Dạ, dưới cái cánh ở chỗ cái nách này nè. Nếu như mà mình chọc cái hạt gạo này đi thì nó sẽ không có kêu ra được. Cái này giặt cái chỗ này chặt một hôm một kia ra ghê quá. Tí mình 8. Nó bữa lên được 8 phỉ. Dạ. Bữa lên cái nó nước. Có thịt hạt. À, nước ở trên này thì nó rất là lạnh luôn. Nó nước được để làm đẻ được me gì.
Ở dơ bữa cũng được chứ mất công là xỉu trong toilet kìa, không có ai khiêng đi. Tức là dùng ba cái cục đá này để kê làm cái bếp phải không em? Dạ không anh. Có cái này nhưng mà cái nó là em nói An là cái nồi bự kia kìa. À. Phải kê lên cái cục đá nó. Cái từ hồi mưa đến trời nó cũng ít náo nữa. Ủa rồi cái làm kia là tí nướng luôn hả? Hay là em bỏ vô đây? Bỏ đây à? Bỏ ở đây hả? Ừ, bỏ vô cho nó ngọt. Nướng thì nó chắc là... Ừ, nhiều mà. Nó lấy chứ mọi thứ một ít chứ. Ăn nướng nhiều quá cũng ớn. Trên đây thì sử dụng điện năng lượng mặt trời cho nên là mùa mưa nghe cô chia sẻ thì cứ đến 5 giờ chiều là bắt đầu là sẽ không có điện. Ban ngày mùa mưa là ban ngày vẫn có điện đúng không em? Yếu lắm anh. Yếu hả? Mình không có dùng nhiều để dành bắt đây mình dùng cái sạc pin điện thoại rồi có chi điện lọc từ dưới. Lúc mà em từ những cái năm đầu tiên mà em lên này em làm á, em có đến bây giờ là em có gặp sự cố nào không? Thí dụ như là đau ốm hay là kiểu ấy đồ á? Dạ không anh, nói chung hồi em mới lên chừng là chắc là cũng may trời mấy. Thương đó. Trời thương ha. Dạ, nói chung là cũng không có bị sự cố như mấy cái anh chị khác. À. Dạ. Mấy anh chị khác thì cũng có bị rồi. Dạ, cũng có anh đó, ví dụ như ở trên thôn á. Là bị đau đục thừa rồi anh kìa. Ở đây là phải nhờ người dân người ta khiêng xuống. Hai ba người rồi đó, từ em hai ba người chị đó rồi. Thật sự thì thấy cái con đường mà đi lên nhá, nếu như mà bị đau ốm gì ở trên này mà đi xuống thì không biết làm sao luôn. Dạ, thế là tạo mấy chị ví dụ có bào rồi anh kìa. Ôi, anh thắc mắc là thí dụ như người dân ở đây nếu như mà khi mà họ sinh nở đồ á thì họ kiểu sao ta, họ đi kiểu họ sao sinh ở đây, họ sinh ở nhà hết, họ không đi bệnh viện, chỉ những người ví dụ như nhưng mà là, phải có y tá về chứ. Dạ không có y tá gì hết, họ tự sinh, họ vậy tự hả? Đỡ sinh ở nhà hết chứ không có y tá, không có hộ sinh gì như mình. Ví dụ như những cái lớp trẻ sau này kia họ tiến bộ hơn, nhờ ví dụ như họ có thể họ đi bệnh viện nhưng mà có nhiều người là không đi luôn. Cứ sinh ở nhà đi chứ không. Mình mới thấy chiều nay với ngày mai mình không thấy nữa là hỏi thăm là nó là sinh rồi. Đây mới có ông bé nó mới sinh ở nhà đó, không đi viện, tự sinh ở nhà. Với đây nên người ta có một cái loại cai hay lá gì đó là họ đem về cho người sinh nó ăn anh kìa, nấu nước uống gì đó là khỏe, không cần xông hơi với tao. Đây họ không có kiêng cữ 3 tháng 10 ngày gì như chứ mình ấy. Sinh xong một tuần sau họ có thể bồng con, họ đi rẫy đi chơi đi rồi, chứ không kiêng cữ, không xông hơi gì như mình. Anh nghĩ là giống như ông bà mình hay gọi là trời nuôi á ha. Dạ. Thế nhưng mà họ đi viện như đó thì nhiều người họ đâu có tiền như mình đó anh kìa. Họ sinh ở nhà ấy. Mình may mắn là lúc nào đi đâu cũng gặp mấy anh toàn là đầu bếp hết. Để mình có cái khoảng thời gian để mà mình làm cái công việc là quay phim. Mình bỏ chạy rồi. Cá niên nướng này, thịt luộc, còn một món gà xé chứ quanh, tự nói thịt luộc trời.
Cái này nước tương hả? Anh tưởng đâu là ấy. Xì dầu. Xì dầu. Còn đây là mì. Mì này chấm, mì lá chấm. Còn một món thịt ba chỉ nướng nè, nhưng mà chưa có đem ra được. Dạ. Cái đó có lá mơ hả? Thôi, đi là lần đầu rút kinh nghiệm cho lần sau. Dạ. Mình đi lần sau là mình sẽ có chuẩn bị khác chứ nữa. Bia chập chó đây. Bây giờ thì anh em sẽ ăn bữa tối. Mà mời mọi người ăn tối cùng với lại tất cả mọi người đây. Đây sẽ nhậu gì đó. Uống nước uống bia cũng được. À em uống bia đi. Rất vui được làm quen tất cả mọi người. Rồi trước hết là cảm ơn em nữa nè. Cảm ơn gì có. Đâu, có chỗ để tụi anh vui đi, không được ăn nhiều mẫu gì nữa nha. Tụi anh có cái chỗ để tá túc là cái chứ còn. Đây là vui rồi. Đây đi 35 cái nhỏ đi mà anh nói chi. Không, ủa 35 hộ mà sao hồi nãy anh nói 35 hộ chứ anh nói hồi nãy em nghe anh nói 45 chứ 35 hộ. Mình xin đính chính lại là ở trên này có 35 hộ. Mời mọi người. Rồi mời. Rồi mời mọi người nghe, mọi người cứ ăn thoải mái. Có ngon, ăn có chỗ này. Dạ. Ừ, món gì vậy em, bạn thấy anh yên tâm. Mình cầu nồi chó nói là ngay. Nồi chó hả em? Cháo mấy cháo có nướng ngon lắm. Ngồi nếu mình đi xuôi đầu nướng tự nữa. Mình cho mấy món này lục ăn dở bỏ. Nướng ngon hơn nướng chấm với ớt xanh á. Ớt xanh á. À bên đây cho mình đâm ớt xanh. Có không? Cua bơ xanh đi bỏ ớt xanh. Hay quá, chứ không là để là túi vô thôi. Cái này sữa đâu là chỗ dưới cào rồi. Dưới cào rồi mới được bọn là mỏng tóm này nướng. Ủa? Đây, mình sẽ thử một miếng cá niên đặc sản. Món này thì khỏi phải nói là rất là ngon lắm. Ui, có muối này nè. Cái này là phải chấm với lại ớt xanh, muối ớt xanh thì nó mới ngon được, mới hợp gu. Đấy. Cái bô này bỏ vô lại đổ chậm nó gọn, nó còn xử lý gì nữa. Bỏ vô cái bô này dọn sạch sẽ. Giới thiệu mọi người đây là anh Trưởng Thôn. Anh tên gì ạ? Dạ, Tiến hả? Dạ dạ. Chào anh nghe. Hello, xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay thì mấy anh em sẽ dậy thật là sớm để ra chỗ một cái địa điểm rất là lý tưởng luôn để đón bình minh. Ở chỗ này á, mỗi lần mà mọi người lên tất bổ thì nhất định là phải ra đây để thức dậy thật là sớm để đón bình minh tại chỗ này. Bây giờ thì mặt trời chưa có mọc lên đâu. Này, phía dưới này vẫn còn sương mù dày đặc luôn. Mình nghĩ là chỗ này khá là lý tưởng để lên trên này cắm trại. Tại vì cái view nó nằm giữa lưng chừng đồi này, mọi người nhìn xa xa ra xuống dưới trung tâm huyện này. Rồi bên kia là những cái dãy núi cao. Nếu như mà mọi người lên trên này thì mình khuyên mọi người là nên mua một ít quà, có thể là bánh kẹo để tặng cho các cháu ở trên này. Nhưng mà khi mà mọi người đến những cái nơi như vậy để tham quan cũng như là vui chơi cắm trại, mình phải giữ vệ sinh để cho cái khung cảnh ở trên này nó được trong xanh, nó được nguyên vẹn như vậy. Thực ra thì Nam Trà My còn nhiều địa điểm khác rất là đẹp, nhưng mà mình thấy chỗ này do là ở phía dưới này sương mù á, sáng nào nó cũng có kiểu dày đặc như vậy. Mình không biết là những ngày khác thì trời nắng gắt thì nó có trong xanh hơn không, nhưng mà mỗi lần mình lên trên này thì mình lúc nào mình thấy sương mù ở dưới đó hết.
Mình nói thật luôn là cái khung cảnh ở đây nó rất là đẹp. Và lên đây thì mình có thể là hòa mình với lại thiên nhiên, không khí rất là trong lành. Wow, tuyệt vời. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video ở đây và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết cái video này.